Ok, đây sẽ là vlog ngày thứ nhất ở Đà Lạt nha. Hồi trước thì video nhanh quá nên mọi người bảo là không có tham khảo được gì hết trơn. Với lại bởi vì tụi mình đi theo phong cách không có phải đi đến đâu là chụp hình đến đó, mà toàn già cả không à. Muốn nghỉ ngơi với lại muốn kiếm chỗ chơi cho mấy tên em bé đó, cho nên là đã quyết định thuê một căn villa xong rồi mấy gia đình ở với nhau. Thật ra thì ban đầu tụi mình book một cái villa chỗ khác, nhưng mà cái dốc ở đó cao quá, với lại là cũng không có đủ chỗ để đậu được 4 chiếc xe á, thế là đành phải chuyển qua đây. Cũng may có nhờ sự trợ giúp của 500 anh em ở trên Facebook với Zalo mới có được chỗ này chứ bộ. Nhưng mà cũng may mắn lắm, ở đây là một cái nơi mà kiểu như góc nào chỗ nào cũng có thể có hình đẹp á. Chị chủ thì cực kỳ thân thiện luôn, bảo là nếu mà dậy sớm còn có thể săn mây ở đây luôn, không cần phải đi đâu xa hết trơn. Quá đúng với tụi mình. Ở phía trên á là một cái tầng áp mái, cả nhà thấy kỳ lạ không? Thí dụ như nhà phố tụi mình á là phải đi lên cao nữa, còn đây không, phải đi xuống dưới. Mà trong đầu mình đã nghĩ trước rồi, đi xuống dưới tức là đi xuống tầng hầm đúng không? Không hề, đi một hồi cái mở ra lại thấy là vườn, mà nhà thì là nhà, còn ở đây cái vườn y như quán cà phê đẹp dữ lắm cả nhà ơi. Còn có rau sạch nữa, chị chủ bảo có thể lấy vô nấu lẩu hay là lấy vô ăn sáng thoải mái luôn. Chị cũng đã có chuẩn bị bánh tét cho cả nhà nữa chứ. Trời, dễ thương hết sức. Đây ở trên tầng áp mái thì có một cái khu có thể ngủ chung luôn, có những cái nhóm người ta ra đang ngủ hết trơn, không có chia thành từng phòng. Nếu mà cả nhà muốn chia thành từng phòng cũng ok, bởi vì mỗi phòng có một phong cách khác nhau. Bởi vì chị ấy nói là chị ấy là dân mỹ thuật á, nên rất là chăm chú đến cái thiết kế của căn nhà luôn. Bên ngoài thì có một cái khu dùng để đốt lửa, buổi tối thì mình sẽ đốt lên bập bùng rất là lãng mạn luôn. Còn có những cái trò chơi thí dụ như là phi tiêu nè, rồi bàn bida, mấy ông cực kỳ mê. Đây thì đến nơi á là khoảng cỡ 2 giờ rồi, lay quay một hồi cũng 3 giờ, không có cái gì ăn hết trơn, bởi vì bây giờ ăn thì lát nữa bị lỡ bụng, không ăn barbecue nổi. Thế là cả nhà mới chia nhau ra ăn đồ ăn nội địa Trung Quốc. Trời, bó tay luôn á. May nhờ của mình đem theo chứ không thôi biết ăn gì, đói bụng quá trời luôn. Nhưng mà ăn xong rồi thì vẫn đói. Cả nhà quyết định là sẽ thuê xe để đi mua, bởi vì bây giờ nghìn ngàn chỗ nào cũng 4 chiếc xe lấy chỗ đầu đậu. Thế là thuê xe máy để đi và đi mua bánh gọi là gì ta? À, nem nướng về để ăn. Ăn xong thì mới thấy bụng ok la và chuẩn bị để đến chiều là làm barbecue thì tụi mình book ở trên nướng bản địa đó. Đúng bon giờ là người ta sẽ ship tới, mình chọn là 6:30 đến 7 giờ. Thì đây, tất cả mọi thứ đều đã được đóng hộp. Bên trong có nhiều thứ lắm, rồi bạch tuộc nè, xong rồi cá hồi nè, xong rồi bò, nhiều lắm, bởi vì theo từng thực đơn mà. Mình chọn cái thực đơn có nhiều món như thế này bởi vì đông người, có cả salad và rất là nhiều loại nước chấm để cho mình lựa chọn nữa nè. Người ta ướp hết trơn rồi, chứ mùa này ai bắt người, kiểu như mấy bà lên đây để nghỉ ngơi mà lại cũng tiếp tục bắt vô bếp thì tội nghiệp quá. Nên là thôi gọi người ta đến luôn cho nó nhanh. Sau khi mà các bà đang chuẩn bị bắt đầu rã đồ ra chuẩn bị ăn á, thì mấy ông sẽ ngồi lo nhóm lò cái này để lát nữa còn ngồi karaoke với nhau. À, lúc nãy mình cũng có thuê thêm một chiếc loa karaoke để cùng ngồi hát với nhau nghe. Thuê 2 ngày thì hết 1 triệu, một ngày là 500k. Trời ơi, trong ánh lửa bập bùng, xong rồi mua marshmallow về để nướng á cả nhà. Trời ơi, nó chiêu kinh khủng luôn. Và đây, nhà thấy cái món ăn hấp dẫn dữ không? Lúc đó mùi nó thơm dữ lắm, mà người ta nêm nếm cũng rất là vừa ăn. Nên nếu mà cả nhà đi nhóm đông chừng cỡ 15 đến 20 người á, thì thuê nguyên một căn như thế này, cùng với những dịch vụ như vậy, mình có thể nghỉ ngơi, xong rồi cùng với nhau có những cái thời gian rất là ấm cúng như thế này nè. Đây, nghĩ lại mà vẫn còn thấy vui luôn á. À quên nữa, hát hò gì thì cũng nhớ phải trước 11 giờ nha, không thôi là làm phiền mọi người cư dân ở trong đó đó. Bây giờ mọi người thì đều đang chuẩn bị đi chơi, còn mình thì do bé Kobo đã ngủ rồi nên là phải ở nhà trông em bé. Không sao cả, lát nữa mình đã có shipper riêng ship tận giường. Mọi người hay nói chứ sao làm quá, ở đâu mà không có bán bánh tráng nướng. Nhưng mà cả nhà ơi, khi ăn bánh tráng nướng ở trên Đà Lạt á, cái cảm giác nó khác liền à. Xung quanh lạnh lạnh ha, miếng bánh tráng nướng nó giòn giòn ngon ngon, lại còn ấm ấm nữa, thêm chút xíu tương ớt bên trên, rồi còn có bơ. Ôi trời ơi, mê chữ E kéo dài luôn á. Mình thì rất là mê Đà Lạt, rất là thích đi Đà Lạt luôn, nhưng mà không có nhiều dịp đi. Mong là sau kỳ này thì sẽ có nhiều chuyến đi kể cho cả nhà nghe nữa nha.